Điểm đặc biệt đáng chú ý nhất tại một công trình chưa được hoàn thiện nhưng thợ của Sài Gòn Đo đã lắp được 5 bộ composite. Bằng cách nào? Hãy cùng xem hết video nha! Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay lại là cửa nhựa gỗ composite. Loại này chống ẩm, chống nước, chống va đập, lại còn cách âm rất là tốt. Cho nên là thường được quý khách hàng ưa chuộng và sử dụng trong việc làm phòng ngủ tạo ra một không gian riêng tư cực kỳ là thích thú hôm bữa mình vừa chạy tới chỗ quay là cũng vừa gặp anh chủ chạy tới công trình để mà khảo sát luôn Tính ra Hà anh em mình có duyên dữ lắm á, từng trước gặp trên web, tuần này là gặp ở công trình nữa rồi. Anh có nói á, may mà gặp em trước Tết, vừa làm cho anh cái màu cửa ưng ý, lại còn giảm cho anh tới 50% nữa đó giờ anh mua hàng anh sợ hàng tồn hàng giảm giá sợ mua về nó không có bền với lại là nó không có chất lượng cho nên là anh cũng ngại sợ uổng tiền chính vì nói e ngại của khách hàng cho nên ngày hôm nay sài gòn đo đã có mặt tại công trình vừa có thợ lắp đặt vừa có người giám sát để tăng độ tin tưởng từ anh chủ để mà sau này anh có xây thêm hai ba cái nhà nữa cứ gọi cho sài gòn đo để em lo từ o tới ó cho anh luôn à mà điểm đặc biệt ở đây là cái cầu thang chưa có được xây xong mặc dù công trình có gian nan vất vả như thế nào thì sài gòn đo cũng đã hoàn thiện được năm bộ composite cho hai tầng trên tiện thể đây anh chỉ chị nào mà muốn biến cái ngôi nhà của mình trở nên sang trọng và đoan trang thì cứ liên hệ ngay với em để mà được tư vấn cặn kẽ nhất nha